Nguyễn Thị Vui. À, đây là bệnh nhân Nguyễn Thị Vui, xin bà Vui đứng lên coi. Bệnh nhân này sinh năm 1955, tuổi 63. Đạo là tôn giáo là đạo Thiên Chúa. À, địa chỉ của bà là 249/1, 2491/1, đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh trạng của bà là đa ung tủy, còn gọi tắt là ung thư tủy. Ngày mà bà vô đây là ngày 7 tháng 4 năm 2018. Bà điều trị đến nay được 1 tháng 15 ngày. Thì hồ sơ của bà là bệnh viện huyết học, bệnh viện truyền máu huyết học ở Sài Gòn chẩn đoán là đa ung tủy. Hiện tại bệnh nhân này đang là ổn định, giấc ngủ sâu, giảm hoàn toàn các cơn sốt, tim mạch và huyết áp ổn định, tiêu hóa và bài tiết hoàn toàn tốt, đặc biệt các xương tủy không đau nhức nữa. Vâng. Có bao nhiêu? Dạ, vâng. Không còn đau nhức xương tủy vâng, nữa. Vâng. Mà trước đây, trước khi bà vô là bà không biết ai, bà cứ sốt không vì vâng, đau nhức xương tủy. Hiện nay bà không còn đau nhức xương tủy nữa, không còn khó chịu như ngày mới vô. Vâng. Hiện bệnh nhân được điều trị ở liệu pháp ở giai đoạn 2 đa ung tủy. Thì theo thầy Thanh báo lại cho cha thì cuối tháng 6 hả? Dạ, 1 tháng 7. 1 tây tháng 7, dự kiến sẽ đến 1 tây tháng 7 là bệnh nhân này sẽ ra khỏi phòng khám. Coi như là bà đã hoàn toàn bình phục vấn đề đa ung tủy. Thôi cha cũng chúc mừng bà ở giai đoạn 2 nha. Xin Chúa chúc lành cho bà tiếp tục. Bà có ý kiến gì không? Bà còn gặp lần nữa bà mới được về. Con cũng vô cùng cảm ơn cha Phêrô, cảm ơn thầy Thanh và cảm ơn tất cả mọi người. Thôi đừng cám nữa, đừng cám nữa, cứ mừng đi ha. Rồi xin mời bạn ngồi xuống nha. Đó là chứng minh cho anh em thấy một cái ca đa ung tủy là như vậy. Một bệnh nhân kế tiếp mà chúng ta sắp cho ra viện nữa đó là bệnh nhân của Nguyễn Thị Thái. Nguyễn Thị Thái có đi không? À, xin mời chị lên này. Xin mời chị lên này, chị nhắc ghế lên đây luôn. À, bệnh nhân này rất là đặc biệt. Rồi, à, chị mời lên. Cha ở lại nha, không chưa 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 học chưa xuất viện. Còn có ở đây nữa. Học chưa xuất viện. Để cha kiếm ghế cho ngồi. Rồi đây. Đây, sao đây. Bây giờ cha nói về bệnh trạng của bà Nguyễn Thị Thái. Xin mời bà ngồi xuống đi. Bà Nguyễn Thị Thái sinh năm 1953, ở tuổi 65. Bà không có đạo, tôn giáo không. Địa chỉ của bà là ở ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kiên, huyện Cần An, tỉnh Trà Vinh, là ở tại địa chỉ này. Bệnh trạng của bà là đái tháo đường tiếp 2, cao huyết áp vô căn, nhồi máu bán cầu phải. Nguy hiểm không? Tai biến nhanh, tai biến mà tiểu đường luôn. Ngày nhận bệnh bà là 4 tháng 3 năm 2018, điều trị đến nay là được 3 tháng 22 ngày. Bệnh nhân này điều trị cũng lâu rồi đó nghe, 3 tháng 22 ngày. Nhưng mà tại vì bệnh nhân này giai đoạn đầu là không đi đúng cái phác đồ điều trị cho nên nó mới lâu. Giống như cái bà đau tỷ là 1 tháng 15 ngày thôi. 1 tháng 15 ngày mà ta chuẩn bị xuất viện. Phải chi mà 3 tháng nay mà bà đi đúng cái phác đồ thì bà đã ra rồi. Không, bà đã ra rồi mà bây giờ bà mới vừa đi trở lại. Thì hiện nay là cái bệnh tình của bà còn chữa chỗ nào? Thứ nhất là đã hoàn toàn khỏi bệnh cao huyết áp vô căn. Tức là huyết áp của bà hiện giờ là nó ở lý tưởng của nó là 125-75. Bà còn thấy giật chập chờn gì đó không? Đó. Rồi bà được theo dõi mỗi ngày, giảm các triệu chứng nhức đầu và mất ngủ. Hiện đang được điều khiển liệu pháp ở giai đoạn đái tháo đường ở tiếp 2. Nhưng mà đái tháo đường này thì bà theo liệu pháp của thầy Tấn Thanh thì cũng là ngày 1 tháng 7 cho bà xuất viện. Tức là ra khỏi phòng khám, tôi nói lộn mà, cho bà ra khỏi phòng khám này. Nhưng mà hồi nãy bà có ý là bà không chịu ra phải không? Lý do nào bà xin ra lại? Tên bà nói cho bà con ta nghe coi. Ta lý do là cũng như là nhờ thầy Thanh á trị cho nó khỏi căng luôn, giờ cũng khỏe rồi nhưng mà chờ đợi xuất viện sớm quá sợ sao nó trở lại. Vậy là giờ trị cho thiệt căng luôn.
Thì tới ngày đó là tiệc căng rồi. Sợ không tiệc căng nữa. Bà hãy yên tâm. Dạ, muốn đi khám mỗi ngày. Bà hãy yên tâm, thầy Thanh sẽ trị tiệc căng. Dạ. Sao ông trưởng ban nhân ấp thấy vui không? À, đây là mẹ của ông trưởng ban nhân ấp. Thôi thì chúc mừng anh có nói một câu nào cho mọi người nghe không? Thôi vậy ha, rồi chúc mừng anh nha. Thì dự kiến của thầy Thanh là cho bà ra khỏi phòng khám ngày 1 tháng 7. Dạ. Nhưng mà cái chuyện bà muốn xin lợi tiệc căng thì đó là do thầy Thanh quyết định. Chứ không phải do cha nữa. Dạ. Nhưng mà cha biết chắc rằng hôm nay là tiểu đường tiếp 2 mà mặt mũi như vậy thì còn gì nữa đâu tiểu đường. Ở đã uống thuốc đâu cho châu mình uống hoài. Nhưng mà thôi thì bà muốn tiệc căng thì ta cho tiệc căng. Dạ. Cố gắng giúp cho bà đến khi nào bà nghỉ thôi. Còn như bác qua nhà mình thì thôi nha, bữa nay là bữa cuối cùng nha. Rồi. Hiện tại mình có một bệnh nhân nữa là Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương sinh năm 1975. Ở tuổi là 43 tuổi. Xin mời cô Phương đứng lên coi nè. Tôn giáo của chị Phương là Đạo Thiên Chúa. Địa chỉ của chị là ấp 2 xã An Viên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ha. Bệnh trạng của chị Phương là u ác vú, hạch nách trái, tức là khối u vú mà nó sang phải hạch nách. Ngày nhận bệnh chị Phương là ngày 21 tháng 1 năm 2018, điều trị đến nay được 4 tháng 8 ngày. Hồ sơ của bệnh của chị gồm có là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Nói chung ai đến đây khám bệnh đều có hồ sơ cả. Bây giờ cha nói về cái chẩn đoán hiện tại sức khỏe của chị hiện bây giờ nha. Hiện tại đang điều khiển liệu pháp ở giai đoạn 2, điều trị u ác vú trái, hạch nách trái. Tình trạng sức khỏe ổn định, giảm rõ rệt các cơn đau toàn bộ tuyến vú và giảm hạch nách và giảm căng cứng tuyến vú. Vậy hiện nay là thầy Thanh đang bàn với cha là đang trị cho chị cái tiểu đường. Còn cái khối u vú của chị là đã hoàn toàn bình phục rồi. Vậy cái vú nào của chị đau đâu? Chị dơ cái cánh tay lên coi. Đó. Ngày chị vô là chị không dơ được. Chị dơ thẳng lên coi. Ngày chị vô là chị không dơ được gì. Nó đau rồi, nhức nó rát. Còn hôm nay thì coi như là cái khối u này đã hoàn toàn là bị khống chế rồi. Chị giờ đang trị tới cái tiểu đường tiếp 2. Thì nghe thầy Thanh cũng bàn với cha là dự kiến thì cho chị ra khỏi phòng khám ngày 1 tháng 7 nha. Thôi thì tới đó mình tính nữa ha. Rồi xin mời chị có ý kiến gì không? Con nhà con xin ý kiến là con xin thầy Thanh chữa thêm một ít nữa. Trời ơi, ai cũng xin chữa thêm không à. Cho bình phục lại cho nó khỏe hẳn lên. Nên bây giờ về thì nó cứ mơ màng màng, cho nên con cái xin nhờ ra. Ở đây không nghe, không nhớ nhà hả? Không, con có mình con nhớ thì báo. Thôi vậy hả? Dạ. Thôi được, ngồi xuống đi rồi tới ngày đó tính. Tới ngày đó tính. Còn một bệnh nhân Nguyễn Thị Nụ là sinh năm 1951, tuổi 67. Bệnh trạng của chị là ung thư trực tràng di căn ổ bụng. Tức là bệnh này rất là nặng. Nhưng mà bệnh trạng này thì cũng sẽ được qua. Nếu như bệnh trạng này sẽ theo cái pháp đồ của thầy Thanh là ăn cháo trắng. Còn nếu không ăn cháo trắng là sẽ qua không nổi nha, sẽ qua không nổi. Cho nên chị vui lo cho chị Nụ thì chị vui phải bám sát chị Nụ là cho chị ăn cháo trắng để cho nó vượt qua cơn đó. Cha thấy thì chị hôm nay sức khỏe là theo chị nhận xét thì chị Nụ. Dạ, chị của con thưa cha là rất là khỏe. Không có đau đớn, ngủ cũng sâu. Nhưng mà có một cái chân nó sưng luôn. Nó sưng là bắt đầu nó từ từ nó sổ á. Vâng. Nó sổ sao cả ha. Vâng. Thì chị phải bám sát chị Nụ nữa, ăn cháo trắng nữa. Dạ. Cháo trắng. Có nghĩa là đến khi nào thì Thanh cho ăn cái gì là mình ăn. Tại vì thầy Thanh ở đây không phải là chữa trị theo kiểu là không hiểu biết mà đang điều khiển liệu pháp theo cái cơ sở gì đi đạo của vùng trong. Rồi xin mời bà ngồi xuống. Rồi còn một bệnh nhân nữa là Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1954, ở tuổi 64. Chị này thì ở tỉnh Lâm Đồng. Thì chị Tuyết này hôm nay đã về Hà Nội để thăm mẹ già phải không? Vâng. Nhưng mà chị Tuyết này thì cũng dự kiến sớm nhất là ngày 1 tháng 7 ra viện.
ra khỏi phòng khám này. Tại vì bệnh trạng của chị Tiết hiện giờ huyết áp trở về ngưỡng ổn định, tức là chỉ là bệnh trạng của chị là gì? Là cao huyết áp vô căn tiểu đường tiếp 2. Ôi, bệnh cứ dữ không. Nhưng mà hiện nay thì Thanh đang liệu pháp là huyết áp của chị đã ổn định, tim mạch tốt, hiện trạng được điều khiển liệu pháp ở giai đoạn 1 của tiểu đường tiếp 2. Thì theo thầy Thanh thì dự kiến sẽ là xuất viện ngày 1, sẽ ra khỏi phòng khám này ngày 1. Còn lại một số bệnh nhân mà chúng ta mới vừa nhập thôi ha. Một số bệnh nhân ví dụ như là ông cô Đào Thị Nhung nè. Cô Đào Thị Nhung là ở Đồng Nai. Cô thì hiện trạng thì cô đang bị u ác vú ha. Còn Nguyễn Nhân Mạnh, Nguyễn Nhân Mạnh là bệnh trạng của Nguyễn Nhân Mạnh là u ác gan, tức là ung thư gan. Rồi Nguyễn Đoàn Quốc Trung, Đoàn Quốc Trung là lao siêu kháng nặng lắm. Bệnh nhân kế tiếp là Nguyễn Thị Liêm, Nguyễn Thị Liêm là hội chứng ruột kích thích khối u trực tràng. Bệnh nhân kế tiếp là ông Nông Dân Chủ. Ông Nông Dân Chủ là người dân tộc, phải không? Xin mời anh đứng lên cho. Ông có thể nói một câu về tiếng Nùng cho mọi người nghe. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả. Ông nói bằng tiếng Nùng chứ. Ông hôm nay ông khỏe rồi. Tôi chào mọi người, tôi khỏe rồi. Nói bằng tiếng Nùng chứ. Chào Pháp Phả, chào vị Thực Quán, là chị Nông, là ở Cân Nông, là dân tộc, là dân tộc Nông. Khoe nói bằng tiếng Nùng ở Pháp Phả, các bạn. Là bên chú Huỳnh Viết tỉnh, mà chứ bạn nó mới để. Mà ở đây còn chú cái kiểu mà cấp trên này còn không còn được kéo gần mà người ta mà lại chỉ là nhà là kiểu mà chạy cứng lắm mà ổn rồi phải không? Rồi thôi xin mời ông ngồi xuống đi. Còn một bệnh nhân nữa là Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm đây là bà bệnh nhân Nguyễn Thị Năm. Thì bệnh trạng của bà là khối u gan và gan nhiễm mỡ và bệnh trĩ đó nè. Nhưng mà theo thầy Thanh nói thì bệnh trạng của bà hiện giờ là ổn nhiều. Dĩ nhiên bà mới vô mà bà mới vô được 10 ngày thôi, thì từ từ nha, từ từ. Rồi xin mời bà ngồi. Bệnh nhân kế tiếp là Tô Văn Hùng, người ở Hà Tĩnh. Thì bệnh nhân này cũng mới vô được 9 ngày thôi, thì theo sức khỏe là thầy Thanh báo thì chị cha là ổn nhiều. Còn bệnh nhân kế tiếp là bệnh nhân Nguyễn Nhân Trí. Bệnh nhân này là u ác phế quản, tức là ung thư phổi ở bên phải, ung thư phổi ở bên phải. Bệnh nhân này điều trị được 4 ngày thôi. Bây giờ hiện tại chúng ta còn một số bệnh nhân mà đang điều trị đó, thì cha hỏi Lương Y Tâm nha. Bây giờ Lương Y Tâm cho cha biết theo y sĩ Tâm và ban diện chẩn y sĩ Tâm cho biết, cho cha biết đối với mà những bệnh nhân mà cha đang hỏi hồi nãy đó, thì thời gian mà y sĩ Tâm cùng ban diện chẩn này điều trị khoảng bao lâu? Dạ, kính thưa cha Phê-rô, kính thưa ban diện chẩn cũng như là ông giám đốc cùng với tất cả các bệnh nhân đang có mặt hiện tại đây, thì trong thời gian vừa qua thì con cũng như là ban diễn dẫn với thầy Thanh cũng đang theo dõi 16 ca nang y. Thì con thấy tình trạng cái sức khỏe của các bệnh nhân đang có một cái sự phục hồi sức khỏe rất là tốt. Thì tùy vào căn bệnh nang y, tùy vào cơ địa của từng người mà thầy Thanh sẽ đưa ra một cái diễn dẫn cũng như mỗi một cái phác đồ điều trị cho từng người. Song song đó thì các bệnh nhân cũng phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ đối với thầy Thanh, đó là tuân tuyệt đối tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của thầy Thanh. Ăn uống là mình tuyệt đối không được nạp một cái đạm động vật nào,
dù một chút xíu hoặc là một cái thức ăn nào không có ở trong cái phác đồ. Thứ hai là mình phải có một cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt hợp lý nè, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, thì cái căn bệnh của mình nó sẽ nhanh nhất là sẽ giảm và bớt và hết trong vòng 3 tháng, nếu mà chậm nhất tùy vào căn bệnh là 6 tháng. Nếu như là các bệnh nhân tu phát đồ điều trị, nếu như mà các bệnh nhân ăn sai hoặc là nạp một cái chất đạm động vật nào đó hoặc là một cái thức ăn nào đó không có đúng ở trong cái phát đồ điều trị, thì phòng khám sẽ trả lại hồ sơ thì chữa hoại cũng sẽ không hết. Con trả lời của cha đó là nhanh nhất có là trong vòng 3 tháng và chậm nhất có là trong vòng 6 tháng thì các căn bệnh đa tư sẽ khỏi. Rồi, cảm ơn chị Tâm. Thưa anh chị em, thông thường mà nói tới những bệnh nan y này thì các bác sĩ giỏi nhất là chạy hết. Là bởi sao? Bởi sao là chạy? Khi người ta nghe nói tới ung thư thì điều đầu tiên là khoa học người ta sẽ đi vào bước liền. Ví dụ như anh ung thư vú đi, thì điều đầu tiên là người ta sẽ lấy cái khối u đó ra. Sau khi lấy khối u đó ra rồi, bắt đầu bước 2 là người ta sẽ hóa trị liền, ta khống chế cái con virus đó liền. Và khống chế xong rồi bước 3 là hóa trị liền đã chọn. Thì sau đó cơn bệnh đó cũng sẽ kéo dài thời gian sự sống cho. Còn mình ở đây mình hoàn toàn không đụng tới cái con ung thư đó bằng cái chuyện mổ xẻ hay là cái chuyện hóa trị xạ trị. Nhưng mà mình đụng tới cái con virus đó bằng 4 cách. Cách thứ nhất là mình cho, khi mình gặp một bệnh nhân ung thư là mình làm quen liền với con ung thư đó liền. Là ban diễn cảnh này làm quen liền với con ung thư đó. Thì khi làm quen được với nó rồi, cái cách làm quen là gì? Thí dụ như anh mới vô, anh ung thư anh mới vô, tôi cho anh ăn cháo trắng liền. Thì khi anh ăn cháo trắng chừng 3 ngày là anh không than, không đau, không nhức gì ra là bắt đầu đã làm quen rồi đó. Thì anh vừa ăn cháo trắng 3 ngày là trong vòng 1 tháng sau là chúng tôi đã làm quen liền với con ung thư. Là trong đó chúng tôi, trong thời gian đó chúng tôi tìm cách nhốt cái con virus đó lại liền, khống chế nó lại. Làm quen với nó xong bắt đầu khống chế. Khống chế nó xong bắt đầu tìm cách tiêu diệt. Tiêu diệt nó xong tìm cách đẩy nó ra khỏi cơ thể. Giống như bây giờ mình muốn bắt con cọp thì điều đầu tiên là mình phải làm quen với con cọp, đúng không nè? Sau khi mình làm quen với con cọp rồi, bắt đầu mình mới khống chế nó lại liền. Mình tìm cách nhốt nó lại liền. Mình nhốt nó xong rồi, bắt đầu mình giăng hết cái móng nó. Giăng hết cái móng nó đâu chạy được nữa. Bước kế tiếp, giết nó. Bước kế tiếp, đem đi chôn liền. Còn mấy ông đem đi ăn, mấy ông đem đi chôn. Thằng đang là đó. Nãy giờ mới bệnh đây, kiểu này. Nó nè, nãy giờ mới bệnh đây, kiểu này.